đêm 9 tháng 9 đối với Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trở thành một ký ức buồn chẳng thể quên. Trong đêm đó anh đã mất đi người mẹ thân yêu và cậu em trai của mình. Trước khi bão số 3 đổ bộ, ngày 9 tháng 9 công an phường Nguyễn Phúc được lệnh ứng trực 100% để sẵn sàng cứu hộ nhân dân, trong đó có Trung tá Lâm. 20 giờ cùng ngày, Trung tá Lâm nhận cuộc gọi của mẹ dặn con, trời mưa to quá con ơi, con đi làm cẩn thận nhé. Trung tá Lâm không ngờ rằng đây là lần cuối cùng anh được nghe thấy giọng nói của mẹ. Khoảng không giờ ngày 10 tháng 9, công an phường Nguyễn Phúc nhận được tin nhà Trung tá Lâm ở phường Minh Tân. Thành phố Yên Bái bị đất đá sạt lở dùi lấp, bên trong có mẹ và em trai Trung tá Lâm là quân nhân về nghỉ phép lúc này nước lên nhanh chảy xiết trời mưa tầm tã toàn bộ căn nhà của anh bị chìm sâu cô lập trong biển nước lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận nghe tin dữ trung tá lâm ngồi quỵ xuống đất nén đau thương anh vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao bởi ngoài kia nước vẫn không ngừng dâng cao mưa trắng trời bao người dân vẫn đang từng giờ từng phút cần anh và lực lượng cứu hộ giúp họ thoát hiểm đến trưa 10 tháng 9 anh mới có thể về được nhà. 19 giờ ngày 10 tháng 9, lực lượng cứu hộ tìm thấy mẹ và em trai Trung tá Lâm trong vụ sạt lở. Trung tá Lâm đứng lặng vì đau xót, nỗi đau quá lớn khiến trái tim anh tưởng như dở dụng. Đám tang của mẹ và em trai anh được tổ chức trong điều kiện khó khăn của vùng lũ. Bên linh cửu của mẹ và em trai Trung tá Hoàng Mạnh Lâm dường như đã không còn nước mắt để khóc, nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ, để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.